Kính bạch sư, cách đây khoảng 2 năm con có phát nguyện trong kiếp sống hiện tại sẽ có đủ nhân duyên để tu tập trọn vẹn phụng sự Tam Bảo. Từ ngày đó đến giờ, hàng đêm con ngủ đều bị những giấc mơ tiêu cực quấy phá khiến con rất mệt mỏi. Và buổi sáng, mỗi khi thức dậy, mặc dù trước khi đi ngủ con có hành thiền nghe pháp, bật các bài kinh rải tâm tư. Liệu đó có phải là chướng hay hàng phi nhân họ quấy phá để cản trở mình tu tập không ạ? À? Quý vị biết suy nghĩ cái gì? Mình hứa mình đi tu mà mình hứa 2 năm rồi mình chưa chịu đi. Thì sư không chắc là cái này phi nhân họ phá hay là phi nhân họ nhắc. Nha, sư không chắc là cái này phi nhân họ phá hay là phi nhân họ nhắc. Tại vì có khi á, mình hứa hoài mà mình không làm người ta chờ á. Người ta chờ riết người ta bực. Nha. Đó, thành ra là mình phải coi lại mình nha, phải coi lại mình là mình đã hứa 2 năm rồi mà mình không chịu làm. Nhắc mới nhớ cái vụ mà hứa với Tam Bảo á, nha, hứa hứa những cái mà gọi là mình hứa cho cái chuyện mà tu hành á, mà mình không làm á thì nó sẽ là một cái dạng nghiệp, chính nó sẽ cản trở chính mình tu hành sau này, mà mình gọi đó là lấy đá đập chân mình. Tự nhiên cái mình khiêng cái tảng đá mình đập vô chân của mình, chẳng thà mình không hứa. Mình hứa rồi mình bội ước nha, hứa rồi bội ước thì nó sẽ là một cái dạng nghiệp, nó sẽ cản trở chính mình. Cho nên mà quý vị nói là con có phát nguyện đủ nhân duyên sẽ để tu tập và phụng sự trọn vẹn Tam Bảo mà 2 năm thì sư nhìn là sư lắc đầu. Thành ra là cái lời khuyên của sư á, thì không phải là mình gọi là chướng phi nhân phá mà là do mình. Cho nên cái cách tốt nhất là mình hoàn thành lời hứa. Quý vị hoàn thành lời hứa đi nha, rồi để xem coi nó có thay đổi hay không. Chứ còn bây giờ mình hứa mình không làm rồi thì tôi không còn gì để nói với quý vị hết trơn. Trời. Xin mời Đại Đức Tuệ Tường, không biết là có cái nhìn như thế nào về vấn đề này. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, giống như Đại Đức Hạnh Tuệ nói, có nghĩa là quan trọng trong cái câu này nè, câu này có hỏi là có phải là chướng hay hàng phi nhân quậy phá không, có nghĩa là nói là khi mà nằm ngủ đó, ở đây nói là con ngủ đều bị giấc mơ tiêu cực quấy phá, thì chính vì cái giấc mơ đó thường xuyên vậy đó thì mới thắc mắc là không biết là cái chướng hay phi nhân không. Thì khi mà nói về khía cạnh mà gọi là giấc mơ thưa quý vị, để Đức Hạnh Tuệ nói là có cái khả năng nha, để Đức nói Hạnh Tuệ có khả năng là mà phi nhân đó, thì nó cũng có thưa quý vị, không không hay không có đâu. Tại vì sao? Tại vì xin thưa quý vị là trong chú giải của trong chú bộ kinh đó, thì khi mà nói về cái nguyên nhân mà nằm mộng thưa quý vị, nó có bốn nguyên nhân. Thứ nhất á, là nguyên nhân thứ nhất á, là do tứ đại không điều hòa nè, là khi nằm không yên giấc bởi vì cái đất nước gió lửa trong người mình đó. Cho nên là nó xảy ra những cái mộng giống như là rơi từ trên cao xuống nè, rồi bị voi cọp beo hoặc bị phi nhân đuổi theo nè đó, bị bóp cổ này nó kiểu như đó, thậm chí bị gọi được bóng đè đó, thấy không? Thì thấy những cái khủng khiếp đáng sợ đó, đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là do những việc đã từng thấy, từng biết, đã từng sử dụng từ trước, nên nay nằm mộng thấy cái hiện cảnh nó lại thôi. Đó. Là do những cái việc mà đừng thấy từng biết thôi, đó là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba thưa quý vị, nguyên nhân thứ ba là do chư thiên báo mộng, là do chư thiên có năng lực báo mộng cho biết trước những sự việc xảy ra đến cho người ấy. Điềm mộng này có khi chư thiên báo mộng đúng mà cũng có khi chư thiên báo mộng sai. Và thứ tư là do hiện tượng báo trước, là do năng lực của nghiệp thiện hoặc nghiệp ác, có nghĩa là cái do hiện tượng báo trước này là cũng thể là do nghiệp thiện hoặc nghiệp ác thưa quý vị đó, phát sinh hiện tượng báo mộng trước khi quả tốt của nghiệp thiện hoặc những quả xấu nghiệp ác đối với người ấy. Cho nên cái điều Đức Hạnh Tuệ mà nói với, nghe là gợi ý cho quý vị, tại vì quý vị hỏi liên quan, có thể liên quan tới khía cạnh mà gọi là phi nhân hay chứng duyên không, đúng không? Thì dựa vào chú giải tinh thần mà chú giải chính thống
của tâm tạng thì nó có chứ phải không có thưa vị. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ở đây á, là biết bản thân quý vị nè, giống như Đức Thanh Tuệ có khuyên quý vị đó, là nói là gì, 2 năm có phát nguyện nhưng mà gọi là sẽ đủ nhân duyên để đi tu. Cái từ nhân duyên này á thưa quý vị, khi mà mình chỉ nói thật lòng nha, nếu mà nói là hiểu được nhân duyên theo đúng là lời tinh thần Đức Phật dạy á, hiểu đúng nhân duyên, thì tại vì á, hành giả cũng phải tu tập đến tuệ minh sát thứ tư, có nghĩa là trải nghiệm qua cái tuệ sát thứ tư lấy từ lại tại sinh diệt thì mình mới hiểu thật sự đúng là nhân duyên như thế nào. Còn bình thường á, là mình nói thôi tùy duyên đi, không chưa đủ nhân duyên này nọ, là do thần phần đó là do phiền não không quý vị. Còn cái mà gọi là mình gọi nhân duyên á, là nó đều phải dựa trên thiện. Cái gì mình gọi là đủ duyên á, ví dụ mình nói đủ duyên đi tu thì đều phải dựa trên thiện. Còn khi mà mình nói mình hứa cái này hứa cái nọ để mình thoái thác á, thì đa phần người ta bất thiện, mà ta bất thiện mà mình nói ở đó nhân duyên thì cái đó không đúng. Cho nên trước khi kết thúc câu trả lời này á, thì sư cũng có lời khuyên cho cái vị này, là sư có nói về bốn cái việc mà nguyên nhân á, mà nằm mộng á, thì mình hãy nghe kỹ và mình tự cho mình cái câu trả lời chính xác để xem mình có gọi là chứng duyên hay phi nhân không, đúng không, không đúng không, rồi mình phải tự xem xét lại. Còn ở đây quý sư sẽ không kết luận là quý vị là gọi là bị chứng duyên hay bị phi nhân không, quý vị không sư sẽ quý sư sẽ không kết luận cái điều đó, không tự bản thân quý vị suy xét bốn cái điều đó mà sư nói đó, cho mình câu trả lời để mình đưa ra cái giải pháp hợp lý nhất để mình giải quyết cái tình trạng của mình ngay trong hiện tại nè, để cho tốt hơn. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi.